Biết mua ở đâu bây giờ? Trời ơi! Không biết gì hết. Sephonet bán xuyên Tết. Từ 30 Tết đến mùng 9 Tết có chương trình hái lộc đầu xuân. Hóa đơn trên 5 triệu bốc thăm may mắn trúng 62 chỉ vàng. Sắm đồ xuyên Tết đến Sephonet là có hết.